Xin chào tất cả các bạn, cô dì chú bác nha. Sáng nay nha các bạn. Sáng nay anh em mình đi cúng cá chuột. Cái đầu tiên không dính nè các bạn. Đầu tiên tối đây dính nè. Sáng nay không dính nè, quên bắt đèn lên nữa. Cúng cá thứ hai nha các bạn. Hai cái này tối dính, sáng nay không dính các bạn ơi. Chỗ này là do hai cái đầu tiên không dính nha các bạn. Cái thứ ba sao đây? Cái này cũng không luôn. Rồi, cái thứ ba không dính luôn các bạn ơi. Sáng nay sao thấy mau quá. Rồi nào cuốn cái tiếp mình quay cho bạn xem. Rồi đến cái tiếp theo các bạn ơi. Rồi cái này em mình nó dính nè các bạn ơi. Con đầu tiên nha các bạn. Nãy giờ cũng 7 cái rồi không có dính anh không quay bạn xem. Mới dính con đầu tiên. Cái thứ 8 rồi nha các bạn. Giờ này khoảng 5 giờ các bạn ơi, cũng còn tối lắm. Chạy xe không Tâm? Để mình bấm máy lên nào dính mình quay cho bạn xem nha. Để không dính mình quay cho bạn xem nó chán. Rồi quay 5 cái tiếp sau các bạn. 5 cái này tối, cái này tối nó dính con ếch đó các bạn. Nè trời cũng còn tối. Bờ này tối bị nước ngập trời luôn. Giờ nước giật trở chưa? Dính con không nhìn mà không nhìn tay cái gì. Cũng nhìn. Cũng nhìn nha các bạn. Nhìn tơ. Một em tơ đã xa 7. Này tối bị nước ngập nè. Sáng nay hy vọng là nước giật giật nữa. Cái dính đi. Này chắc con hơi chứ có 7 lúc rồi. Này ai? Mất mò luôn chừng. Rồi. Cái đầu nữa, ướp nó giữ có mấy cái này hơi cao cao. Ừ. Cái này sao? Cái này dính em tơ nữa nè. Ờ vậy là bậy nó rồi đó. Ừ. Bởi mấy con già tới nó ủi sạc đập lên nè. Ừ. Rồi dính thêm một em chụp công nhâm tơ nữa. Rồi ơi. Nó dính già đỡ quá. Ừ. Mấy em tơ đi đâu khơi khơi, không có giấy phép cũng đi nữa. Chưa có giấy chứng minh mà đi khơi khơi. Dính là cái nó cũng bận cơm rồi. Cứ dính là vui vậy bạn. Nay giờ đâu 9 cái. Ủa? Mấy cái? 8 cái rồi. Còn cái dưới mấy sông nữa mà Tâm. Dưới sông ngay đầu đẳng. Nói 8 mà 8 nay 2 là 10. Ồ, cái này ngập nước dính luôn mà. Hả? Ngập nước dính luôn con chuột nó dính khúc nước khúc chuột. Con chuột nó dưới nước luôn rồi. Nó căng gãy cái cây luôn chứ. Tại mình căng lộn xuống dưới đó mình chết luôn. Căng cũng gãy luôn. Ngập nước mà cũng dính luôn các bạn ơi. Rồi. Một em chuột cơm bự hơn chuột cơm cống nha. Nhưng tơ nữa. Tối tên ông anh mắc bạn không quay được bạn. Tôi cũng có đi đặt nữa mà dính mang tơ này thả vô mấy con chuột. Cơm nó tắt. Con cắm lại nhược lại chứ. Hả? Nó cắn con lội trọng mắt chuột kia luôn đó. Cắn chuột công nhâm hả? Cắn chuột công nhâm á. Trời ơi. Tại có cắm nhâm ta hả? Chịu lâu lại nữa. À hai đêm trước nha. Chắc không dính rồi có lúc hai cái này chứ. Đêm trước. Sao lúc mà cũng sạch nữa ta? Vậy cái ốc bò vô á. Ốc bò vô á. Cái này các bạn đó giờ có gặp cái tình huống đặt 7 chuột mà dính ốc. Ôi trời dính cái gô luôn chứ ốc gì. Hay đặt 7 chuột mà dính cái gô mấy ạ. Còn sắc luôn. Thôi thở đi. Thở luôn hả? Thở luôn hả? Bắt giờ cũng không làm. Lúc mà dính cái gô luôn các bạn. Đừng mấy chuột mà dính cái gô cũng ghê. Tiếu rồi nha. Đây là làm cá lóc đi bắt luôn.
Này tới cũng lúc này cái cuối cùng nữa bạn. Cũng sập luôn kìa. Rồi chắc dính cái rô nữa quá. Dính cái gì? Cái rô hay ốc đi. Trời ơi dính nữa hết. Thôi dính hết bự quá. Cái này làm được các bạn ơi. Vậy dính đọc đọc không hả bạn, cái nào cũng hết bạch cái gì nữa. Cái ốc đi dành đặt luôn. Ờ, năm cái dính hết trơn rồi bạn, mọi con cái gô mình thả rồi. Năm cái này tao không dính nào chứ. Lúc. Rồi thôi đến cái tiếp theo mình quay cho bạn nghe, không linh tinh linh ta gì nữa. Trời này cũng 5 giờ 5 mấy rồi bạn, còn tối quá. Rồi tới cái thứ 6 là cái cuối cùng ở ngoài phía ngoài bờ lộ bê tông các bạn. Cái này nghe mình cây gặp dính này. Dính mà lo gác luôn rồi. Cơm. Lôi giác rồi. Lôi giác rồi, ổ rồi nè, còn ơi. Ôi ơi, con này nó ngủ chăn im, nệm ấm như vậy. Mày ngủ im hơn tao không mày? Nè. Ấm dữ ha. Rồi đây là 15 cái khu vực ở ngoài nhà. Bờ ấy xin lỗi ngoài đường Lô Đanh các bạn, 15 cái dính mấy con ta, 6 con, ở đắng đắng con 2 con, đây 5 con 6 con, rồi đến cái tiếp theo mình quay cho bạn xem nha, 6 con này nha các bạn, một con vịt cơm nè, rồi chụp con vịt tơi nè, con quả kẹt kìa, cơm. Ai à, nhân vật lạ con ếch bận luôn à, ngập nước rồi nó vô mà thấy lạ thiệt, nãy con có gô con bự bự nghe mình thả đây con cũng tên rồi, còn ông nội nè ông ngủ chân im niềm ấm rồi vô đâu mà mày u ra không đúng không. Con kìa kìa nó chui trong kìa. Dạ thật. Nó im ơi. Mày im rồi, mày ngon quá ha. Chắc này tao thích mà mày ngủ nữa. Dạ mày. Được rồi, hồi còn còn 8 cái nữa bạn. Rồi mình quay bạn xem. Tại vì mình đặt chỗ khúc nhà ở trên kia. Ông chủ nhà ông chưa mở cửa nữa. Ồ kè quá kè ha. Nhỏ mà hung dữ kè dữ. Thì đem 15 cái về nhà trước nha bạn. Ngày mình đã làm công tác quen thuộc, bỏ chuột vô. Này về nhà mình nè các bạn. Đây cũng nhìn tối. Đây nè, cũng nhìn tối cho bạn coi nè. Đó. Con này chắc cỡ nửa ký. Đây cũng nhìn tơi nè, con của nó nè. Tại sáng mà chạy được hang cống nhìn bự luôn, ngon quá các bạn. Chạy hai con hang trơn. Bự bự. Còn cái cắn này nha. Đâu? Vô mấy cơm ruột cái này nè. Ê cái kéo bên đấy tắm. Trời ơi. Đã nó gồi vô hai tay phải chụp được. Xíu nữa. Hai tay chen nó gặp kẻ là nó chui nó khùng gì đâu chui vô đó làm chi. Gặp kẻ ở ngoài này là chui ra liền. Ổ ổ đó là đi hoài. Thả bít là gì đó cho nó không gặp kẻ là chui. Chứ gặp kẻ ngoài này chống đã chết nó chạy liền. Này là còn yếu kinh nghiệm chút nè. Để nó chổng nó tha vô tâm. Nó tha vô chú. Giờ nó lạnh quá vậy tha vô cho ấm. Tha vô vậy đó. Dạ, xong. Dạ. Dạ chưa? Dạ.
Như đây cũng được 2 kg rồi đó. Nè dính con ếch nè chú Long. Hồi nãy dính con cá gô nữa mà thả rồi. Nãy, dính dạ à, tại cái gặp này nó bị nó ngập nước á. Lúc trời khô mà tới ông rồi đấy, đi cúng 8 cái kia mình quay cho các bạn xem nha. Cái này là tổng kết hồi tối với sáng nay nè, nhưng mà còn 8 cái nữa nha các bạn. Hồi về mình tiếp tục bấm máy cho các bạn xem. Trời là buổi sáng nha các bạn. Nay mình đang trên đường chạy xe đến chỗ vị trí thăm 7 nè. Đó nè, tiết lộ bê tông giới thiệu với các bạn đó. Sáng rồi. Thôi tới 7 mình quay cho bạn xem, quay một đoạn đi chạy xe cho bạn xem. Bạn em mình vô thăm cuốn 8 cái 7 nha bạn. Mình mới bật mí cho bạn xem, mình mới leo gào luôn với người ta chưa thức luôn. Chơi luôn. Này dính không? Cái đầu tiên không dính các bạn ơi. Anh em mình phóng gào luôn. Gào gào rồi. Mệt như chó vậy đó. Cho đi này. Giọng đi hai dính hơn. Rồi ơi, sáng nay cái đường này thắt rồi. Phải có lỗ chó chui khỏe hơn leo gào. Chơi thứ ba nha các bạn. Chơi thứ ba các bạn nha. Cái này dính nha các bạn. Đây tới cuối mà dính đều hết mấy bằng hồi tối nha. Tới 8 cái dính 6 con. À, trời sáng rồi nha các bạn. Cái người ta trồng mốt bông được hả? Bạn này cỏ lắm đó, các bạn thấy cỏ quá. Cái này các bạn thấy rõ hơn tối là tối. Tối nó hơi tối đó mà. Nhưng mà mình cũng cố gắng mình sáng. Rồi cái này hiu các bạn ơi. Cái này không dính rồi. Đến cái tiếp theo mình bấm máy cho các bạn xem. Này nè, chùi lọn với bò xài nè. Rồi, cho bạn. Cái này cái thứ tư hay thứ năm coi. Ừ, cái này không dính mà nha. Cái này có vẫn không dính luôn. Ừ, chỗ này ngon quá. Mấy chỗ mình không tin tưởng mà dính. Cũng gần hết 7 rồi bạn thắt rồi. Chưa dính con nào phải không? Ờ được con, được con. Được con. Cái này sao đây? Ui. Dính gì vậy? Không dính luôn, cái này tao không dính giờ tôi không dính luôn. Cái này không dính luôn bạn ơi. Hai cái này có không dính sáng cũng không dính sợ. Tại biết giữ đây mấy cái này ra đầu ăn ngon quá. Ừ. Ra đầu quá cũng dùm đó đó. Rồi đến cái tiếp theo bấm máy bạn xem nghe nhìn. Đi phải khòm xuống được. Được đi thì rất là mịt mù. Cái này cái cuối cùng phải không? Còn cái nữa hả? À, cái nữa hả? Vì nãy mất cái thứ 6 rồi. Cái này không dính luôn. Cái này cái thứ 7. Rồi cái này không dính luôn bạn ơi. Không có nhiều, nếu mà nhiều là sáng có dính à. Ừ, mấy lần trước mình thăm bữa tối sáng vẫn dính bình thường vậy. Dính bình thường. Để mình đặt lên thu đó. Đây, cái bông sen đẹp quá nè bạn. Quay cho bạn xem nè. Nó lên nó chưa quay xem nè. Xài cũng còn. Rồi cái cuối cùng nè các bạn.
chứ cùng không dính hả? Đổi địa điểm hôm cái này dính cống nhum luôn bạn. Rồi kết thúc 8 cái một con. Rồi về mình tổng kết thành quả cho các bạn xem nha. Xin dừng clip tại đây nha các bạn. Mình về tới nhà mình tổng kết cho các bạn xem. Trời sáng rồi. Rồi giờ anh em mình về thôi, tiếp tục leo gạo, tiếp tục hy vọng là chủ nhà thức nha các bạn. Không thức thì leo gạo mệt nữa, ở lè lử luôn á. Rồi thôi mình đi dạ vô về nhà thôi. Mai tiếp tục anh em mình đi đặt nữa, chắc nghe mình đi mua thêm khoảng chục cái nữa các bạn ơi. Đặt nó có hai mấy cái vậy, tại mình đặt để mình bán giao cho người ta nên chắc phải mua bảy thêm. Số cô gì chú bác ở xóm mình ta đặt quá trời mà không có đủ chuột để bán các bạn ơi. Này phải mua 7 thêm mới được rồi. Rồi thôi mình bấm máy dừng ra đây. Về quay cái thành quả đêm nay xin kết thúc. Hẹn các bạn biết sau. Đây bấm máy cho các bạn xem. Tiếp tục là công tác leo gào nha các bạn. Đây nghe mình đây. Đó. Cao quá. À, dính dép lại luôn. Rồi mình về thôi các bạn ơi, đang trên đường về. Nó cánh đường mình đại phòng nó. Sáng rồi. Hai bên vậy đó các bạn. Rồi tới nhà mình bấm máy cho các bạn xem nha. Một con gà con tội nghiệp quá, đây anh em mình nó bắt lên mọi người. Ồ nó bị lọt dữ rồi, nó bị cái gì ta? Nè. Quay gần lại cho bạn xem nè. Con gà mà đi ăn đêm đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ngao nè các bạn. Ai xả nước vậy, xả nghe nó rồi. Ôi tội nghiệp quá hả? Rồi đây anh em mình bắt nó lên nha các bạn. Nó bị lọt xuống hố rồi. Ơi yếu gì vậy, bắt nó lên Tâm ơi. Ơi ai sao nước gì vậy? Chuyên nghiệp quá hả? Đi làm sao lọt ở đây rồi. Rồi em mình bắt con chuột cơm nãy dính 8 cái dính con nữa các bạn. Rồi quá bữa nay chỉ được bao nhiêu rồi bạn ơi, ít hơn thắt hơn bữa trước. Đây đặt ít bảy quá hai bạn dễ nhà đó ra hai sáng. Đây, quả của mình hôm nay. Rồi nhìn lên nè. Rồi gặp chuột mà dính ếch nữa. À, thôi rồi, thôi mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn cô dì chú bác anh chị em. Mong là các bạn cô dì chú bác anh chị em ủng hộ và đăng ký kênh mình để mình có động lực mình làm clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.